Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá gạo Việt Nam xuất khẩu đã tăng mạnh trở lại sau khi Indonesia thông báo tăng nhập khẩu gạo và Việt Nam sẽ là nguồn cung gạo chính cho thị trường này. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng từ mức 610 đến 620 đô la Mỹ một tấn vào tuần trước lên mức 615 đến 625 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo 25% tấm cũng vượt mức 600 đô la Mỹ một tấn, hiện chào bán với giá 608 đô la Mỹ một tấn. Mới đây, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia xác nhận với báo giới Indonesia về việc Việt Nam và Thái Lan sẽ là hai nguồn cung gạo chính cho đợt thu mua 1,5 triệu tấn gạo sắp tới của nước này.